Hiện tại bây giờ là 5 giờ thiếu 10 là mưa được 25 phút rồi. Tức là cái nhiệt tình mập rồi nha. Mà mưa bây giờ đang được này. Có cái cống ở kia chắc đỡ hơn rồi đó. Cống ở kia đỡ ngập hơn rồi. Hả? Nhưng mà mưa cũng được gần 30 phút rồi. Ngập ở đây nhưng mà nó không chắc chắn không ngập cao đâu. Ôi lại mưa to rồi. Hình như này có đá hay sao hả? Đấy, nước tràn vào rồi nè. Nước bắt đầu tràn vào rồi. Ôi dồi ôi, bá Dương ơi. Trong đi chơi cho con. Nước đang dần lên rồi. Để chơi lên rồi. Chúng ta đi khoảng đời chúng ta biết rằng rồi. Đó, vừa nãy thấy đá quá trời rồi, không lấy được không? Đá nhỏ nó cầm tay đó, rồi thôi mà. Mình do mưa, thì thà mình đang quay mưa, nên mình lấy tắt mất cái điểm ghê. Cái dù đâu mẹ Như nhở? Cái dù đâu? Lần đầu tiên trong lịch sử ở vòng xoay cổng 11 có một trận mưa và đá thấy đá rơi, mưa đá nha. Hôm nay là ngày bao nhiêu mẹ Như nhỉ? Hôm nay á hả, 22 hả? 19 luôn. Hôm nay là ngày 9 tháng 6. Đấy, một bên thì trời cũng trong xanh luôn, rất đẹp. Ở bên đây thì mưa rất to. Đấy, ở ngoài kia là trời hình khác rồi. Là
mưa cũng được khá lâu rồi. Mày đi ra ấy thôi mấy. Dương mày đi. Đã dương rồi bố. Bây giờ tôi sẽ đi ra bên ngoài cổng 11. Đây là đang mưa được nói chung là cũng được nửa tiếng rồi đó. Bình thường là 15 phút là ngập. đi nổi không? Này chỉ có hư là chết máy rồi là tốn tiền thôi. Vẫn là được, cứ 5 phút nữa là đỗ. Ít nha, bây giờ ngập là ít nhá. Đây đường về nhà tôi đây. Chưa thua. Đi ra ngoài chết máy trên đường, trong phim xe này nữa chết máy rồi mà xong rồi gì mạnh lên, để mạnh cái đâu chết rồi, chết máy là tốn tiền rồi, không đi nổi đâu, bây giờ đã tí rồi phải đi đó. Ơi xe này cũng ngồi đây. Đi đến. Vẫn chưa thua. Còn đây là suối ạ, nhìn không? Mưa mà ở đây có suối này. Bên đây là suối nha. Cổng 11 đỡ hơn, tại vì nó có cái cống kia họ làm đó nên nó đỡ hơn.
nhưng mà cái đà mưa này thì nó cũng ngập thôi. Để xem anh này có qua nổi không. Cống suối kia cái kia đỡ hơn bao nhiêu, có vẻ đỡ ổn rồi đó. Ngoài bên đây đâu có ngập đâu, trước ở đây ngập to rồi. Khi họ đang làm cái cống thoát nước này rộng bề ngang là 4 mét, còn sâu lắm, sâu phải 3 mét, nó 2 ống xả mà. Đây là vòng xoay tầng 1. Tình hình rất ok. Đây cái cống họ đang làm à. Có vẻ họ làm xong rồi đó. Xong rồi bây giờ họ đang nấp. Độ thoát rất tốt. À, cái cống này cống còn to, vẫn chưa xong. Mưa nhỏ đi rồi, mưa tầm này thì ok. Mưa tầm này đã rất hát kịp. Ở đây là cái cống ha. Giờ thì rác nó bán hết rồi, nhưng mà ra ít nữa thì nó bán cái cống này nữa. Bây giờ nó bị cống. Đây hôm nay có vẻ mưa cũng không to lắm. Tầm này không biết là ổn, bà con có thể ra về được. Chỉ có đoạn phía trong này thôi, phía trong đường này. Đường này thì nó dính một đoạn ngập to thế này thôi. Xe chưa phải quay đầu rồi nha. Úi dồi, taxi lùn kia mà qua, các con vay ớt hả? Vay ớt mà qua được hả? Gió tàu quá. Cho đi gió tàu quá. Sao bây giờ gió to nhỉ? Gió nhỏ bây giờ gió to rồi. Gió tàu quá. Suối đây nè, nó xong cái nhà rồi, suối để như thế. Đúng rồi, nhưng mà mưa này chắc là không ngập, cái cống ra thoát là tốt rồi đó, chưa hả? Mạnh lên, số 1 mới đi được. Mạnh lên. Đây.
đây mạnh thì mạnh ấy, mạnh lên chân máy là tốn tiền á. Cứ về hay mạnh ơi. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Hết rồi, chắc tầm này là hết rồi đó. Giờ bắt đầu nó dành nước, bây giờ dành lên. Nhưng mà thấy suối đó vậy. Suối đó rồi này đó. Suối nó thoát thoát tốt, lần này suối thoát tốt lắm. Đây suối bên đây này. Suối còn ngập. Lạ đời, nhưng mà nước bẩn lắm. Chứ là mình phải tắm ngay. Nha.